Kết quả thi đấu của các trận đấu sớm vòng đấu cuối tuần sẽ là thông tin mở màn bản tin 16 tháng 12. Bên cạnh đó, nhiều thông tin hấp dẫn khác về làng Tung Cầu cũng sẽ xuất hiện trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh bình luận viên Anh Quân News và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Man City dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA. Manchester United thiệt quần trước đại chiến. Xavi phản pháo truyền thông. Đến làm khách trên sân của Nottingham Forest sau chiến thắng đậm Newcastle ở vòng trước nên Tottenham đã nhập cuộc đầy tự tin. Sự nỗ lực của gà trống giúp họ có được bàn mở tỷ số ở phút 45+2 do công của Richarlison. Đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1 để giúp Tottenham bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước. Thời gian sau đó chứng kiến việc gà trống nhân đôi cách biệt ở phút 65. Tuy vậy, kịch tính đã xảy ra khi gà trống nhận thẻ đỏ và chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận. Thế nhưng việc này không khiến tập thể thành London phải nhận bàn thua. Chung cuộc, Tottenham có chiến thắng trước Nottingham Forest với tỷ số 2-0 để có trong tay 33 điểm. Đây là thống kê ngang bằng với Man City, nhưng gà trống đang đá nhiều hơn đoàn quân của Pep Guardiola. Phải đến làm khách trên sân của Genoa nhưng Juventus mới là bên mở tỷ số trước. Cụ thể, Chiesa là cá nhân đã giúp lão bà thành Turin có được lợi thế và đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1. Hiệp 2 sau đó ghi nhận việc Genoa có bàn gỡ ở phút 48. Thời gian còn lại chứng kiến việc cả hai đội thất bại với mục tiêu có thêm bàn thắng. Chung cuộc, Juventus hòa Genoa 1-1 để sở hữu 37 điểm sau 16 trận đã đấu. Được biết, hiện tại lão bà thành Turin kém ngôi đầu Inter Milan 1 điểm nhưng họ đang đá nhiều hơn Nezzeri một trận. Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa gây chú ý khi công bố bảng xếp hạng UEFA Ranking dành cho các câu lạc bộ. Theo đó, nhà đương kim vô địch Champions League, Man City đang là tập thể sở hữu thứ hạng cao nhất. Xếp dưới đoàn quân của Pep là Bayern Munich, còn Real Madrid là đội bóng đứng ở vị trí thứ 3. Được biết, các đại diện khác của EPL trong top 20 là Liverpool, Chelsea và Man United hiện chia nhau các vị trí 5, 8 và 9. Vào tối chủ nhật thì Manchester United sẽ đại chiến Liverpool trong bối cảnh vừa thua liền 2 trận tại EPL và Champions League. Không những vậy, Quỷ Đỏ còn phải đối mặt thêm những vấn đề về lực lượng khi Erik ten Hag vừa xác nhận thông tin về một số bệnh bình. Theo đó, trên hàng công Anthony Martial không thể ra sân, còn ở hàng thủ thì tình cảnh tương tự cũng được dành cho Harry Maguire. Tuy vậy, các fan Manchester United cũng đã được an ủi phần nào khi bộ đôi Marcus Rashford và Luke Shaw đều đủ sức để thi đấu vào tối chủ nhật. Ai cũng hiểu trận đại chiến với The Kop có ý nghĩa rất quan trọng với cao thủ Quỷ Đỏ và thậm chí là cả chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Erik ten Hag. Với rất nhiều cập nhật bất lợi thì Manchester United đang là bên bị đánh giá thấp hơn trong cuộc đại chiến với Liverpool. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của huấn luyện viên Jurgen Klopp thì Quỷ Đỏ xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng. Quan điểm trên đã được thuyền trưởng The Kop bộc bạch cùng tuyên bố: "Tôi không bao giờ thích khi những tin tức không hay về Man United trước khi chúng tôi thi đấu với họ. Bởi vì đây là trận đại chiến mà Man United có thể làm mọi thứ một cách đúng đắn. Càng nhiều người nói không tốt về Man United, họ sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn." Quả thật là một phát biểu đầy thận trọng và các fan của The Kop có thể tin tưởng vào việc Liverpool sẽ không có bất kỳ một sự chủ quan nào trước cuộc đại chiến này. Một trong những thông tin được các fan của Chelsea quan tâm nhất trước trận gặp Sheffield United là khả năng ra sân của Christopher Nkunku. Theo đó, cầu thủ người Pháp đã tập luyện bình thường cùng toàn đội và có thể sẽ xuất hiện trên sân Stamford Bridge vào tối nay. Thông tin trên vừa được huấn luyện viên Pochettino tiết lộ và ngay lập tức tạo ra những phản ứng rất tích cực với các fan của ông lớn thành London. Tất nhiên, sau hai trận thua liên tiếp thì nhiệm vụ của Chelsea cuối tuần này không gì khác ngoài chiến thắng để giành trọn 3 điểm. Trái với sự trở lại của Nkunku thì Chelsea lại tiếp tục ghi nhận việc gia tăng số lượng các bệnh binh. Theo đó, Marco Cucurella, Rick James và Robert Sanchez cùng các cầu thủ đã gặp vấn đề từ trước sẽ phải nghỉ thi đấu tối nay và vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Đây là thống kê gây ra sự ngán ngẩm với người hâm mộ The Blue khi đội bóng thành London là một trong những tập thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chấn thương. Barcelona đã gây thất vọng khi nhận liền hai thất bại trước Girona và Real Madrid. Việc này khiến sức ép mà huấn luyện viên Xavi phải đối mặt là tương đối lớn. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn cực kỳ vững vàng khi mới có động thái phản bác lại những lời chỉ trích cùng nội dung. Mới một tháng trước thì truyền thông có nói rằng tôi sẽ trở thành Sir Alex Ferguson của Barca.
giờ đây các bạn lại muốn tôi bị sa thải. Câu lạc bộ cần sự ổn định. Đúng là một lời phản phá mạnh mẽ, và giờ là thời điểm thầy trò Xavi xoa dịu các cu lề bằng những kết quả có lợi. Là một trong những ngôi sao được chú ý nhất tại Al Hilal, và Neymar thậm chí còn tìm cách để thể hiện tầm ảnh hưởng ngoài chuyên môn của mình. Cụ thể, tiền đạo người Brazil từng đề xuất câu lạc bộ chủ quản mời ông thầy cũ Christopher Galtier làm huấn luyện viên trưởng mới. Tuy nhiên, nguyện vọng trên đã không được Al Hilal đáp ứng, thì họ đã quyết định đặt niềm tin vào chiến lược gia Jorge Jesus. Dù hữu dụng trong nhiều tình huống, nhưng công nghệ VAR cũng đã tạo ra không ít tranh cãi ở giải Ngoại Anh. Việc này khiến một số cổ động viên đề xuất ý tưởng loại bỏ công nghệ này ra khỏi các trận đấu. Tuy nhiên, quan điểm trên đã nhanh chóng bị người đứng đầu và cơ quan quản lý trọng tài PGMOL Howard Webb phủ nhận qua phát biểu. Sẽ thật ngu ngốc nếu từ bỏ một công cụ có thể loại trừ các lỗi rõ ràng khỏi cuộc đấu. Chúng tôi đã thấy khoảng 100 tình huống được khắc phục thông qua việc sử dụng VAR. Tại sao bạn lại muốn lấy đi điều đó và để lại những lỗi kể trên? Được biết, quan điểm vừa nêu của Howard Webb đã nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều, khi ai cũng hiểu mọi tranh cãi sẽ chỉ chấm dứt nếu các sai sót không còn xuất hiện. Champions League sẽ có những thay đổi lớn trong thời gian tới, và việc này có thể mở ra cơ hội về suất thứ 5 tham dự đấu trường kể trên cho một câu lạc bộ ở EPL. Vấn đề vừa nêu đã được phóng viên hỏi thẳng huấn luyện viên Ange Postecoglou với ẩn ý rằng liệu điều đó có phải mục tiêu của Tottenham. Tuy vậy, chiến lược gia 58 tuổi cho biết gà trống không nhắm đến vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Điều này do tập thể thành London muốn có một thứ hạng cao hơn, và giờ là thời điểm thầy trò Ange Postecoglou thể hiện bản lĩnh của mình. Hôm qua ngày 15 tháng 12 là sinh nhật lần thứ 31 của Jesse Lingard, và cầu thủ người Anh đã nhận được rất nhiều lời chúc từ đồng nghiệp cũng như các cổ động viên. Tuy nhiên, nhiều fan cũng tỏ ra lo lắng khi ngôi sao xứ sở sương mù hiện vẫn thất nghiệp. Được biết, thời gian trước thì Jesse Lingard có đến Tây Á thử việc tại đội bóng Al Ittihad, nhưng sau đó lại không xuất hiện cập nhật về sự hợp tác giữa hai bên. Do vậy, cầu thủ người Anh cần nhanh chóng tìm kiếm một bến đỗ mới để ngăn đà xuống dốc mà sự nghiệp đang đối mặt. Một trong những thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất hè 2023 là việc Caicedo đã chọn chuyển đến Chelsea trong khi nhận được sự quan tâm từ phía Liverpool. Hiểu được tò mò của người hâm mộ về quyết định trên, nên mới đây cầu thủ thuộc biên chế The Blue đã đưa ra lời giải thích cùng nội dung. Lý do tôi chọn Chelsea mà không phải Liverpool là vì bản thân đã nói chuyện với Chelsea một thời gian dài. Tôi không thể từ chối Chelsea vì họ luôn ở bên và ủng hộ tôi. Liverpool có liên lạc nhưng đã quá muộn vì tôi muốn chơi cho Chelsea. Ngoài kết quả thi đấu đầy tích cực gần đây, thì Everton còn vừa gây chú ý bởi thông báo về việc chuyển sang sân vận động mới. Theo đó, The Toffer sẽ bắt đầu thi đấu tại thánh địa tiếp theo của mình vào đầu mùa giải 2025-2026. Điều này đồng nghĩa với việc sân Goodison Park sẽ chỉ được Everton sử dụng trong khoảng 18 tháng nữa, và đây là thông tin nhận sự chú ý lớn của cộng viên đại diện thành phố cảng. Quá trình hồi phục chấn thương của Kevin De Bruyne đang diễn ra khá tốt, và thời điểm cầu thủ người Bỉ tái xuất đã không còn xa nữa. Bản thân nhạc trưởng của Man City mới đây cũng đã lên dây có tinh thần bằng tuyên bố: "Tôi muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và vẫn có động lực mỗi ngày. Ngay cả khi nghỉ thi đấu 4 tháng, tôi vẫn cố gắng tìm cách thay đổi bản thân để có thể thực hiện được những gì đã làm trước đây. Tôi chắc chắn mình sẽ ổn khi trở lại sân cỏ." Đúng là một phát biểu đem đến sự yên tâm lớn cho các fan Man City khi sự trở lại của Kevin De Bruyne sẽ đem đến cho đội bóng này rất nhiều lợi ích. Trái với sự kỳ vọng của các cổ động viên Real Madrid, thì tân binh Arda Güler vẫn chưa thể có trận đấu ra mắt đội bóng mới cuối tuần này. Cụ thể, dù đã xuất hiện trên sân tập của Kênh Kênh Trắng, nhưng tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ được xác nhận sẽ không ra sân trong cuộc đấu với Villarreal. Do vậy, các fan của Real Madrid sẽ phải cực kỳ kiên nhẫn với bản hợp đồng rất được kỳ vọng của câu lạc bộ. Với việc Bruno Fernandes bị treo giò trong trận đại chiến với Liverpool, thì việc ai đeo băng đội trưởng Quỷ Đỏ là một chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm. Theo đó, các cập nhật mới nhất đang nghiêng về khả năng tiền đạo Marcus Rashford sẽ nhận trọng trách kể trên. Nếu điều này trở thành sự thật, chân sút người Anh sẽ phải cố gắng hơn nữa để giúp Man United có kết quả thuận lợi trước The Kop. Các giải đấu cấp độ châu lục ở châu Âu đã đi qua giai đoạn vòng bảng và người hâm mộ dần khoanh vùng được những tập thể nổi bật. Theo đó, chỉ có 4 đội đạt được thành tích toàn thắng vòng bảng là Real Madrid, Man City, Bayer Leverkusen và Victoria Plzen. Đây không gì khác lời khẳng định vị thế vô địch tại sân chơi châu lục của những câu lạc bộ vừa được nêu tên. Thêm một thông tin liên quan đến Real Madrid thì Kênh Kênh Trắng vừa ra thông báo hoãn ngày khánh thành sân vận động Sancho Bernabeu mới.
Theo đó, thay vì cột mốc vào giữa mùa thì kênh Kênh Trắng sẽ thực hiện hoạt động kể trên vào cuối mùa giải. Được biết, đây là động thái nhận về rất nhiều sự quan tâm của các fan Real Madrid khi ai cũng biết mức độ hoành tráng mà thánh địa của Los Blancos sở hữu. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Cuối tuần đã đến cùng rất nhiều trận cầu hay ở trước mắt. Do đó, thông tin về những cuộc đấu đáng chú ý cũng nhiều cập nhật nóng hổi thế giới bóng đá sẽ xuất hiện liên tục trên các video thuộc hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày vui vẻ và bình an.